Xin chào quý các bạn, và hôm nay mình giới thiệu với quý bạn chiếc camera của Imo. Thì với chiếc camera này thì cũng rất nhiều khách hàng cũng hỏi với mình là chiếc camera Imo mã nó là GS7 EP-5MOWE. Thì chiếc camera này là 5 MP 3K và cái độ phân giải của nó là 3K và giúp các bạn có thể xem cái khu vực quan sát của chúng ta sắc nét hơn. Với cái tính năng của chiếc camera này thì có những cái tính năng sau, và đây là cái mặt trước của vỏ hộp và đây là in thiết kế của chiếc camera, cái hình ảnh của chiếc camera, kiểu dáng của chiếc camera các bạn nhé. Ghi một số tính năng của chiếc camera, và đằng sau bên này thì là giúp in là giúp các bạn là có thể xem qua điện thoại bất kể nơi đâu và gửi thi thư qua về điện thoại cho các bạn qua phần mềm. Và đây là phần giới thiệu các tính năng của chiếc camera đa ngôn ngữ. Còn bên sườn này thì chiếc camera thể hiện các tính năng của chiếc camera làm được những cái gì. Thì đây là mình sẽ giới thiệu với các bạn các tính năng của chiếc camera này các bạn nhé. Thì các tính năng thì trên vỏ hộp này in sẽ là chiếc camera này là độ nén hình ảnh là H265 và 5MP 3K, và chế độ là quay quét trái phải lên xuống, và đây là thể hiện là xem ngày đêm có màu và theo dõi thông minh và phát hiện người và xe và chịu được mưa mưa nắng và phát hiện là dạng đèn còi là đàm thoại 2 chiều kết nối wifi. Và chiếc camera này thì hiện tại thì có thể lưu trên cloud hay trên thẻ nhớ hay là đầu ghi. Thì đây là cái khu vực tem của sản phẩm các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bóc cái sản phẩm camera IMO 50 3K này xem bên trong của chiếc camera có những gì các bạn nhé. Và mình sẽ mở hộp cho quý bạn xem bên trong của chiếc camera IMO này bên trong có những gì. Và thiết kế của hãng bao bọc cho chiếc camera. Đây là cái shop để chúng ta khi chặn cái chiếc camera khi di chuyển thì chiếc camera nó không bị va đập. Đấy. Và bây giờ mình xem bên trong có những gì nữa. Và mình sẽ bỏ những cái miếng xốp ra và để những cái phụ kiện riêng ra. Trong cái chiếc camera thì hiện tại thì bên hãng thì cũng có một chiếc camera, đây là chiếc camera và đây hộp phụ kiện. Và bên trong phụ kiện của chiếc camera đây là cái jack chụp hàn mạng này. Đây là nguồn 12V này. Độ dài của chiếc nguồn này là khoảng 2 đến 3 mét, và đây là bộ vít của chiếc camera. Và đây là quyển sách hướng dẫn và cái tấm dán để chúng ta bắt mẫu vít của chiếc camera. Đây là phụ kiện của chiếc camera này. Và đây là cái thiết kế của chiếc camera. Thì hiện tại chiếc camera IMO GS7EP-5MOWE thì đây là thiết kế của chiếc camera, và đây là mắt camera và hai mắt hồng ngoại của chiếc camera. Và đây là hai cái dầu wifi của chiếc camera này. Với thiết kế của chiếc camera này thì đường kính nó khoảng cỡ khoảng hơn chục cm các bạn nhé. Nhìn này. Nó như quả bóng nhỏ thôi. Và đây là khu vực logo của hãng này. Đây là mã vạch của chiếc camera. Thì hiện tại thì chiếc camera này thì nó sẽ là có cả kết nối wifi, và đây là khu vực jack cắm hàn mạng này, và đây là jack nguồn, và khu vực loa của chiếc camera thì nó ở khu vực dưới này các bạn nhé. Đây. Còn khu vực nút reset và lắp thẻ nhớ là khu vực này. Đây. Đây là cái thiết kế của chiếc camera. Các bạn với mẫu chiếc camera này thì các bạn có thể lắp trong nhà hay ngoài trời đều được, tại vì cái cỡ của nó cũng không quá to so với chúng ta nhìn thấy cái vỏ hộp nó cồng kềnh, nhưng mà các bạn nhìn thấy đường kính nó khoảng cỡ hơn chục cm thôi, và có thể lắp trong nhà hay ngoài trời đều được hết các bạn nhé. Với những nhiều cái tính năng thông minh như là chiếc camera này, độ nét cao này, có màu ngày và đêm này, 24/7 và đàm thoại 2 chiều, và chức năng quay quét trái phải lên xuống
và chức năng chống trộm coi đèn. Đấy. Với một chiếc camera 5M và nhiều tính năng thông minh. À, quý vị các bạn cần tư vấn hay cần trải nghiệm cái sản phẩm camera iMau GS7EP 5MOVK này thì các bạn có thể qua địa chỉ của mình 131 Lê Thanh Nghị để cùng nhau trải nghiệm cái sản phẩm này, xem thiết kế của chiếc camera. Và các bạn cần tư vấn hay cần hỗ trợ thêm về sản phẩm thì các bạn có thể comment ngay dưới video này hay các bạn nhắn tin qua Zalo số điện thoại mình để dưới. Xin chân thành cảm ơn quý bạn, và quý các bạn cần theo dõi cần hỗ trợ thêm thì các bạn cứ nhắn giúp mình. Xin chân thành cảm ơn quý bạn, và quý các bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và ấn nút chuông để khi mình ra một video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích, và mình có nhiều cái nỗ lực ra nhiều video hơn, và rất mong quý bạn ủng hộ bấm đăng ký kênh và ấn nút chuông. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.